Xin chào quý vị và các bạn. Tiếp đến là một cái tấm vườn đào ở đây. Các bạn nhìn thấy những cây hoa đào này thì rất đẹp cho dịp Tết bây giờ. Hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2021 quý vị và các bạn. Những cây hoa đào này đảm bảo với các bạn rằng sẽ nở đúng dịp Tết Nguyên Đán. Hiện tại bây giờ đào mới bắt đầu lú nhú rồi các bạn. Những cây đào bích cũng như là cây đào hạt mắt trắng này thì mới bắt đầu báo đây cho các bạn xem này, mới bắt đầu nhìn thấy lột dột thôi. Cái vườn này các bác nó dọn rất sạch, rất đẹp. Đây tôi xin quay qua tổng quát ở phía dưới, xong rồi các bạn đi xem nhá. Nhìn có một số cành rất đẹp luôn. Đào này thì nó vừa tầm rồi các bạn, không phải sợ là nó nở sớm đâu. Tuy nhiên là tại một vườn thì cũng sẽ có những cây nó sẽ nở trước một ít, nhưng không đáng kể. Đây là một vườn đào tôi thấy rất đẹp, bác chủ vườn bác ấy dọn rất sạch, cũng như là đào đã được các bác ấy đã gần như là vào cành hết rồi. Đấy, đây là một luống đào bích đây, bên cạnh có cây đào hạt, cành đào hạt đây. Đó. Bắt đầu là có mấy hoa bói rồi, lụ đây to đùng luôn. Này, nhìn nó có cái góc nào để đi cho nó rộng rãi, tôi sẽ đi sâu vào bên trong. Đây các bạn nhìn cây, một cái cây đào đây, dăm rất vừa vặn, không bị phô. Tại vườn ở đây thì chủ yếu bác ấy rất nhiều những cái đào cành, nhưng bên cạnh cũng có một số cây hoa đào. Này các bạn nhìn cái cây cành đào này rất tiềm năng luôn, nụ rất nhiều. Cho các bạn xem sâu luôn, bắt đầu lọc đùn ra nhưng mà nụ thì vẫn chưa có gì cả. Này tầm khoảng chục ngày nữa thì các bạn nhìn tuyệt vời luôn. Khoảng tầm khoảng 20 trở ra thì đào sẽ rất đẹp. Đây sang bên luống bên cạnh cho các bạn xem số những cành. Đó, đi bên này thì nó đỡ hơn, nó không bị chạm vào cành của các bác.
Đó, các bạn nhìn đi. Ở đây tôi nhìn thấy rất nhiều cành đào đẹp luôn. Tầm này thì những cái đào bích thì các bạn nhìn nó không khác gì như que củi. Bởi vì thực ra là đào bích nó phải lên hoa nó mới đẹp. Đấy, các bạn nhìn đi nha. Nhìn cái đằng cành đào bích trước ống kính của chúng ta đây. Nếu mà chúng ta không biết nhìn nó như que củi luôn. Đây, sang bên này có cây đào nó bắt đầu bói đây, các bạn nhìn đấy. Những cái nụ hoa, ở những bông hoa đây. Bông hoa, chắc bông này nó bói của cây đây. Đó, ra một cái dăm này. Đấy, bao lụ bao hoa rồi. Đẹp. Tại vườn ở đây rất nhiều cành thấy ưng. Quý vị và các bạn hãy cùng xem. Đấy, cho các bạn nhìn nó xa hơn một chút. Đó. Bên đây nữa này, các bạn nhìn đi. Cái tấm đào này tôi thấy rất đẹp các bạn. Gần như là những cành rất đều. Chắc chỉ độ tầm khoảng chục ngày nữa là các bác ấy đặt số điện thoại thôi. Ui. À, các bạn nhìn thưởng thức cái cây hoa đào này. Đấy, duy nhất cây này là nó bung ra. Cây này gốc cũng có tuổi đời rất lâu rồi. Này là các bác ấy cũng chơi được hết một số cành rất nhiều rồi. 1, 2, 3, 4, 5 cành rồi. Nói chung là cây của một cái gốc cây đào này được các bác ấy gặt hái được 5 lần tiền rồi. Nên giờ bác ấy gần như cuối rồi, bác ấy để cây. Ok nhá, video của tôi đến đây là kết thúc. Tại một tấm đào ở Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Sau này mà có số điện thoại tôi sẽ gắn vào cái phần comment. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho tôi bằng cách nhấn like. Để video chứ quay video ra thấy các bác like nó ít quá. Thấy cũng hơi xót ruột cho những người làm video. Ok nhá, cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.